Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một chương trình hay góp nhận một tóc cần có ký hiệu là DFR từ sáng đến sau file. Chương trình hay góp này sẽ limit là 20 MB các bạn. Hiện tại 20.000 hồ sơ. Hiện tại khoảng 5.000. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link dưới video và mô tả của mình mở link form các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow và tweet tăng 3 người bạn nè các bạn. Các bạn copy hashtag để giúp mình các bạn. Từ chữ BC. Rồi các bạn sẽ chắc giúp mình nha bạn. Rồi tiếp tục mở lên form ra nè. Mở lên Twitter các bạn ra cho lộn. Rồi các bạn bấm vào một follow nha các bạn. Rồi xuống đây thì tiếp tục thì các bạn duyệt like và tweet tăng 3 người bạn vào nha các bạn. Các bạn like nữa các bạn. Các bạn chấp nhận như tweet nha các bạn. Tất cả các bạn dán hashtag tới vào các bạn tăng 3 người bạn mình vào nha các bạn. Tăng các bạn vào xíu nha các bạn. À không. Không phải các bạn, để mình chờ chút xíu nữa các bạn. Phiêu quá mình nói chuyện không được các bạn. Mình rồi các bạn tăng 3 người bạn vào bấm bấm tweet nha các bạn. Sau khi các bạn tweet xong các bạn mở cái link form lại nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh group, các bạn follow kênh seller nha các bạn, Telegram á. Rồi các bạn follow minimum và vô tay nắng cái nha các bạn. Rồi tiếp tục xuống đây các bạn điền thông tin nữa các bạn. Thì các bạn mở tài Twitter của tất cả các bạn ra, các bạn điền lời username tài Twitter tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào setting thì gặp tài Twitter của tất cả các bạn. À, cộng MMO của anh đã mất. Tiếp tục thì Telegram thì các bạn vào setting. Và bài bạn cùng vào setting copy của username Telegram tất cả các bạn. Tiếp tục thì minimum thì cũng vậy luôn các bạn. Thì các bạn vào trang cá nhân của tất cả thì bạn sẽ thấy username minimum các bạn nhớ qua cộng đầu tiên các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate của mình ra nè. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate của mình, các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở link form ra lại. Các bạn bắt vào đây. Rồi các bạn ghép vô ghép phơi thì các bạn đừng giúp mình đã cộng anh 4.1 các bạn. Mình đã dưới phần link mô tả các bạn chỉ bấm gõ là xong nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một trình để góp nhận một tốc cần có ký hiệu là CFR. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo từ mình nha.